Tại Hà Nội, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và đại diện Bộ Năng lượng Hạ tầng Kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch đã ký kết phê duyệt văn kiện chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017-2020 nhằm mục đích tăng cường triển khai các cơ hội tối ưu về chi phí cho chuyển đổi carbon thấp trong hệ thống năng lượng tại Việt Nam hỗ trợ. Bản phê duyệt đã tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng các chương trình hợp tác giữa Bộ và triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam mà Bộ Công Thương là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Bộ Công Thương cho biết, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện chương trình để đóng góp ngày càng hiệu quả hơn trong quá trình phát triển năng lượng bền vững, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.